friends and to me. Let's welcome hit record DJ Alan Walker. Xin chào quý vị và các bạn. 150 năm Heineken tồn tại trên trái đất, 30 năm giúp người Việt ăn nhậu lên bờ xuống ruộng. Thì hôm nay để kỷ niệm mốc 150 năm, Heineken đã lựa chọn địa điểm tổ chức đại tiệc chia vui với người Việt tại chân cầu Ba Son. Tận dụng đường Trần Bạch Đằng và các đường nhánh nằm dưới chân cầu Ba Son phía Thủ Thiêm chưa được sử dụng, nên việc tổ chức ở đây rất phù hợp cho sự kiện đông người. Đại tiệc tri ân tại thành phố Hồ Chí Minh có sự kết hợp giữa thể thao và âm nhạc. Heineken chơi lớn, rất biết lấy lòng người Việt và thu hút cho thương hiệu. Khi mời một vài cựu tuyển thủ nam và một vài cầu thủ nữ tuyển Việt Nam đến biểu diễn, nhằm để thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Nhiều người hâm mộ đã đến đại tiệc kỷ niệm 150 năm của Heineken chỉ để được gặp gỡ và xem các cầu thủ biểu diễn. Và đặc biệt nhất trong lĩnh vực âm nhạc cho sự kiện, được rất nhiều người mong đợi nhất chính là sự xuất hiện của Alan Walker. Để thương hiệu thu hút sự chú ý của giới trẻ, những người yêu thích âm nhạc điện tử. Tên tuổi người này rất nổi tiếng, gắn liền với những bài nhạc điện tử EDM, nghe đã gây nghiện mà chúng ta đã từng nghe rất nhiều. Chính sự xuất hiện của Alan Walker tại sự kiện tạo ra một đại tiệc âm nhạc sôi động và náo nhiệt khi Alan Walker đã tái hiện lại các bản nhạc điện tử gây nghiện. Cùng với miễn phí vé vào cổng. Do vậy sự kiện đã hút hàng nghìn người đổ về chân cầu Ba Son tham gia. Những quyết định này đã giúp cho đại tiệc 150 năm trở nên thành công. Nhiều người hâm mộ đã chia sẻ những bức ảnh và video trên mạng xã hội, khiến cho thương hiệu được lan truyền rộng rãi, dụ thêm được nhiều bạn nhậu. Sự kiện cũng gặp sự cố không mong muốn khi gặp trời mưa hơn một tiếng, và đáng chú ý khi Alan Walker biểu diễn đang hăng thì bị mất điện. Hình ảnh cuối, các bạn cùng nghe Alan Walker tái hiện lại các bản nhạc EDM gây nghiện tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng phản ứng của hàng nghìn khán giả. Một loạt bài rất hay khác do bị bản quyền nên không đăng được.